Hello, xin chào anh chị đến với kênh review nhà Texas của Michael. Thì hôm nay em sẽ dẫn anh chị đi review một căn nhà ở thành phố Katy, tiểu bang Texas nha anh chị. Cái nhà này là thuộc một cái community hiện tại đang phát triển rất là tốt tên là Sunterra. Thì cái community này nó được mệnh danh là biển nhân tạo vậy đó. Họ sẽ xây một cái biển nhân tạo đây, có cát trắng, rồi có khu vực chơi trượt nước, lướt ván, có hết luôn nha anh chị. Thì cái builder hôm nay mà em muốn cho anh chị xem á, họ tên là D.R. Horton. Thì cái điểm mạnh của cái builder này là nó có bao gồm cho mình luôn là cái tủ lạnh này, máy giặt và máy sấy này. Đó, và cộng thêm cho mình là 7.500 trên cái closing cost nếu trường hợp mình đi với lender của họ nha anh chị. Vậy thì vào video luôn em sẽ review cho mình thử xem ngôi nhà này nó có cái gì ha. Hiện tại là em đang đứng trước cái căn nhà này. Cái giá của nó hiện tại là 344.000 và moving ready. Cái builder này tên là D.R. Horton. Họ có đi kèm cho mình washer, dryer và cái tủ lạnh luôn. Đó, rất là tiện cho anh chị ha. Bây giờ trong cái khu này á, được cái nhà này nó nằm ở ngay cái khu vực an toàn luôn này, anh chị thấy không? Nó không có đường đi ra nữa, chỉ có một cái vòng tròn này rồi mình đi ra ngoài là theo cái hướng này thôi. Đó. Thì đây em thấy khá là nhiều anh chị gia đình có con đó, người ta thích ở trong này là con cái có thể ra đây đạp xe, chơi ngoài này. Đây là đất trống của họ, chắc là sẽ sắp tới sẽ xây thêm. Bây giờ mình đi vào bên trong xem như thế nào anh chị. Rồi hiện tại em lại trong nhà đây. Thì cái concept họ vẫn sử dụng hiện tại bây giờ là open concept. Nó mở làm cho cảm giác cái nhà nó thoáng và nó mát mẻ lắm anh chị. Ok, bây giờ mình đi vào từng phòng thử xem như thế nào. Đây là study room, bên phải này sẽ sử dụng làm phòng ngủ. Ở đây là cái cửa gara và đây là một cái chỗ để đựng đồ thêm thôi. Đi vào cái phòng study room trước này. Cái view ở đằng trước đây và có một cái tủ quần áo. Thì em nghĩ là phòng này có thể sử dụng làm hai mục đích. Một là mình làm phòng study room này, hai là có thể làm một cái phòng để cho khách người ta tới người ta ở, ai tới chơi đó. Đây là một cái tủ để đồ khác. Đây là cái khu vực gara. Sẽ đi thử vào khu vực phòng khách và bếp. Cái bếp ở đây họ sử dụng cái tông màu xám cho cái tủ, cái cabinet này, có 4 tầng để mình để đồ luôn, rất là rộng. Cái countertop thì họ sử dụng là granite và đây là gạch để mình tiện mình lau chùi khi mà mình có nấu nướng ở đây. Builder này giống như em nói là họ có đi cái tủ lạnh cho mình luôn. Đây là một cái lò nướng này. Microwave mới chưa sử dụng luôn. Khu vực cái island này để rửa chén này, hoặc là cái nhà này họ build này để mình kiểu có thể sử dụng được cái khu vực này để mình để mấy cái ghế ở đây này, xong mình ăn ở đây luôn. Hoặc là cái phòng này rối khách này nó cũng rất là rộng, mình có thể để sofa, mình có thể để thêm cái bàn ăn ở chỗ khu vực này cũng được. Chỗ cái góc này họ có làm cho mình cái đường dây cáp sẵn rồi, mình có thể kết nối tivi ở đây được. Đây là khu vực hai cái phòng nhỏ, còn đây là khu vực phòng master bed. Mình đi vào đây trước. đây là gặt luôn nha anh chị. Tiệm lau chùi vệ sinh hàng tuần hàng tháng đó. Đây cái vòi này sử dụng cái thiết kế mới này, hiện đại này. Cái tủ cabinet này họ để cái màu này khá là hợp, màu này nó là màu đen, nó đi với cái cao tầng bên trên này, cái màu nó hợp với nhau. Đây họ có cái phòng laundry ở đây luôn, máy giặt và máy sấy cũng đi kèm cho mình luôn. Phòng này cũng khá là rộng. Đây, phòng bên trái này là một phòng đầu tiên này. Thì cái nút nhà này nó khá phù hợp cho anh chị nào có con nhỏ. Hai bố mẹ sẽ ở cái phòng master bedroom, còn con sẽ ở cái phòng này. Có cái tủ đựng quần áo ở đây. Đều cái phòng tiếp theo này. Đây. Đây nó cũng hai phòng đó thì cái size của cái phòng nó cũng bằng nhau thôi. Đây cũng có một cái tủ quần áo này. Đó. Rồi, bây giờ mình vào cái phòng master bedroom xem sao. Rồi phòng này khá là ok, mình có thể để được giường king nha anh chị. Đây vào cái phòng restroom. Có đây họ sử dụng double sink, có cả bồn tắm nằm này và cái bồn tắm đứng luôn. Trong cũng xài gặt. Có một cái toilet và đây có một cái walk-in closet để mình đi vào. Cái phòng này thì nó không có quá rộng nhưng mà đủ để cho hai vợ chồng có thể để đầu được thoải mái. Trước khi đi ra đằng sau thì em muốn quay lại cái khu vực này để anh chị nhìn cho nó tận cận, nó rõ hơn. Đó là cái cửa mà đi vào đó. Em thì thấy không, rất là rộng rãi. Bây giờ mình đi ra đằng sau coi xem cái backyard nó có cái gì ha. Đó, đằng sau này là gạch hết nè anh chị. Cái giá trị của ngôi nhà này nó nằm thêm được một cái nữa là cái gạch này đây. Đằng sau họ làm cỏ sẵn cho mình hết rồi. Đấy, cái patio như thế này rất là ok luôn. Mình để bàn ghế đây, mình ngồi đằng sau mát nữa. Đó, anh chị thấy không, cái bên hông nhà này này nó bị cái gỗ á, nhìn nó không có sang bằng của mình. Cái ngôi nhà này nó có hết luôn, nó có gạch hết. Dạ, cảm ơn anh chị đã coi video đến giờ phút này ha. Và đây là cái lần đầu tiên em làm video nên chắc chắn là sẽ không thiếu khỏi những cái sai sót. Vì trong trường hợp đó thì anh chị có thể comment phía bên dưới để mà đóng góp thêm ý kiến cho em để em làm tốt hơn. Giờ trong trường hợp mà anh chị thích cái ngôi nhà này và muốn em trả giá cho mình á thì đừng có ngại liên hệ với em nha. Hoặc là có những cái bất kỳ cái câu hỏi gì liên quan đến quá trình mua nhà, mua bán nhà thì cứ liên hệ với em. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc anh chị có một buổi tối thật là tuyệt vời. Hẹn anh chị vào video lần sau.